biệt và có hình thành. Anh phải có sự tình sẽ thuyên biến, nhân sinh vô thường, lý do gì khiến ta phải luyến tiếc? Lúc cánh hoa rơi sẽ là khi hạt giống phôi thai. Chấp nhận đầu hàng có nghĩa là khi ta sai. Thế phép tàn lụi tình anh vẫn luôn còn mãi. Thời gian qua đi, gì gì sẵn được để lại, vẫn có thể biến tan nhưng nguyên khí vẫn sẽ tuôn hoàn. Lúc hoa kết tay, gọi hư vô, người cực hư vô. Lòng ta thật nhưng đất đã suy tàn. Hơn thua chi, nay trốn trần gian. Đáng sắc sẽ phai tàn, tiền tài sẽ tiêu tan. Những kiếp người ly tan, phôi phai theo ngày tháng. Đáng sắc sẽ phai tàn, tiền tài sẽ tiêu tan. Những kiếp người ly tan, phôi phai theo ngày tháng. Xuân tới trăm hoa cười, trước mắt việc tìm ai. Trên đầu ra đến rồi, chấp nhận những điều vô thường, sống vượt lên khỏi lo sợ tâm thường, thì khi đó chính xác là phi thường. Sinh chủ hoại diệt đó là lẽ thường, biết chấp nhận những điều vô thường, sống vượt lên khỏi lo sợ tâm thường, thì khi đó chính xác là phi thường.